Như vậy ở đây là so sánh hai cái năng lượng liên kết riêng xem cái nào lớn cái nào. Thì các em chú ý là cái, cái xác định năng lượng liên kết riêng như nào đối với hạt nhân X ZA, cái này có Z proton và có A trừ Z neutron và cái này có khối lượng là mX thì năng lượng liên kết riêng sẽ bằng năng lượng liên kết Chia cho a. Năng lượng liên kết là ZMP A trừ Z MN trừ đi MX tất cả nhân với C bình chia cho A. Đó, như vậy năng lượng liên kết riêng thì tính theo công thức như vậy. Thì bây giờ dựa vào công thức này để ta à, tính năng lượng liên kết riêng cho từng hạt. Đấy. Như vậy đối với hạt à, Li36 trước Li li ti ở đây là li ti 36 Như vậy Z ở đây li ti 36 này 36 Tức là Z bằng 3 A bằng 6 Đấy, Như vậy là ta sẽ có 3 MP là 10073 Cộng với 6 trừ 3 là 3 3 MN tức là 1,0087. Trừ đi khối lượng của lithium, khối lượng ti là bằng là 6,0145. 0145. Đó. Tất cả đây UC bình chia cho A. A đây là chia 6. UC bình đây là 931,5 10v Đó, như vậy thì ta bấm máy tính. Nà. 3 nhân với 1,0073 cộng với 3 nhân với 1,0087 trừ đi 6,0145 nhân với 931,5 chia cho 6. Như vậy cái này sắp xỉ bằng 5,2 MeV trên nhu cầu đó là của Leti còn của ác gông à, ác gông ở đây là 10 uh, 18 40 như vậy Z là 18 A là 40 Đấy, như vậy ta sẽ có là uh, 18 nhân với 1,0073 được đi A chữ Z

như vậy cái này sấp xỉ bằng 8,62, 8,62 MV trên nucleo. Như vậy rõ ràng là năng lượng liên kết riêng của argon lớn hơn của uh, lithium, như vậy là argon năng lượng riêng trừ năng lượng của lithium. Năng lượng liên kết riêng của lithium là xấp xỉ bằng à, 3,42 MeV. Đó, à, năng lượng à, liên kết riêng của Ag lớn hơn Li là 3,42. Như vậy 3,42 có nghĩa là chọn phương án B.